Đây là cái lưới bắt quái nha mọi người. Cái lưới bắt quái này mình mua về đánh cho nó lâu ngày á, nó sẽ bị rỉ, nó bị rỉ và nó bị hư cái đoạn phía trên này mọi người này, nó rụng hết. Nếu như mà ai mà mua về có xiên thì vài ba bữa thì mình đi giặt ngâm xà phòng mình giặt một lần thì nó đỡ. Nhưng nếu như mà ai mà ít giặt thì nó rất là máu rỉ đoạn phía trên này, là nó bung ra. Bây giờ là mình về là mình phải khắc phục bằng cách như thế này. Cái này nó khó làm, tương đối là khó làm mọi người. Mình thì mình khắc phục thủ công, mình thảo cái này ra này. Thảo cái này ra thì bây giờ là chỉ bằng cách là cắt đi một ít phía trước này. Đấy, sẽ không được. Thì cái này nó lâu rồi nó bị rách rồi, là mình phải thường xuyên kiểm tra nó rách để mình vá nó lại. Nếu không là mình thả xuống, khi mình đi thả mình chú ý là tôm nó vào là nó ra hết, tôm cả vào nó ra hết. Cái thứ hai là nó gãy cái chỗ này này. Đấy, nó gãy hết cái chỗ này. Bây giờ mình thảo nó ra, mình phải khắc phục nó lại. Một cái lưới này thì thường thường mình đánh, mình thả được khoảng 5 đến 6 tháng là bắt đầu nó bị rỉ, nó bị rỉ cái thẹp này. Do vậy là mình dùng đến loại thẹp không rỉ này. Thẹp không rỉ này thì bây giờ mình cắt, mình dùng kem mình cắt đi. Mình cắt, bấm cắt và mình uốn sơ bộ như thế này. Uốn sơ bộ như thế này, bắt đầu là mình sẽ thay lại cái thẹp này bằng cách là mình đặt như thế này. Đấy, mình khâu vào cho nó vào. Đấy, thẹp là thẹp không rỉ nha mọi người. Đấy, mình làm như thế này. Đấy, tất nhiên là nó sẽ không được đẹp giống như của nhà sản xuất đâu, nhưng mà chỉ khắc phục lại để mà đánh thêm thôi. Đây, sâu nó vào. Đây, mình để như thế này để cho nó đều này, không đôi lúc nó lộn lộn. Sâu nó vào để mình khắc phục được, tiết kiệm khỏi mua cái mới. Vừa làm vừa mình gọi là chỉnh sửa thôi. Ra như thế này thì cũng đánh được vài lần. Thì cái lưỡi này là con cua nó vào là nó cắn rách hết. Thì mình phải thường xuyên là kiểm tra và đem vào cái nó cắn này. Mình dùng chỉ hoặc là lưỡi cước để mà vá nó lại. Nếu không là mình cứ thả xuống chủ quá nó không xem á, cả lươn nó vào trong nó ra hết. Tôi vì nó ra rất là nhiều, cả lươn, tôm lươn cả nó vào xong nó mình đưa lên là khi nâng nó lên là nó tuột nó ra hết. Đây, tôi thì vua cái này tương đối nhiều rồi, vài chục cái nhưng về đánh nó bị hư mà ấy, nó rụng. Vậy là bây giờ cái này nó bị rụng. Tôi thì chỉ có khắc phục thế này thôi, mình khắc phục thủ công thế này để mà tận dụng mà để mà đánh. Thì tuy nhiên là không được chuẩn bằng giống như nhà sản xuất làm đâu. Dùng kem thép không gì
em bấm chặt nó lại. Thế này là mình chỉ khắc phục nó lại thôi. À, dàn cho nó đều ra. Một cái chấm cái này xuống này. Dưới đất này. À, tay thế này mình đe xuống này. Dàn nó ra. Búa liên tục thì búa mới thì tốt thôi, nhưng mà đây là mình sửa lại à, tận dụng mà đánh thôi. Đây là cái đây mình làm thế này thôi, tận dụng. Cần thiết là cái thế này mọi người này. Cái này mình cần thiết là xẻ nó vứt nó đi. Không cần nữa. Đây. Đây nha. Rồi mình bỏ vào đây mà nó rộng quá thì mình bỏ nó lại. Thế thôi. Thế là mình đã khắc phục lại được một một cái để mà tận dụng mà đánh thôi. Thẹp này nó rất là cứng nha. Mình phải làm từ từ. Bởi vì nhà sản xuất thì họ làm, họ có máy họ làm. Nhưng mình như thế này thôi. Đấy. Nhưng mà vặn cái đúng này vào. Nằm vặn lại để nó giữ tay trong này. Cho cái này lưỡi này nó mặc vào đây luôn. Đấy, mọi người thấy không? Xong. Như vậy là ok. Một cái này. Đấy, cái cách khắc phục là như thế thôi. Còn là đây này, lưỡi này là cua đông nó vào nó cắn này. Nó cắn thì rách hết, mình không chú ý. Đấy. Nó phía dưới đây này, nó hay cắn ở dưới này. Thì mình đưa lên, mình không chú ý là đưa lên như thế này là lớn nằm trong nó tuột ra hết. Đấy, cách khắc phục của cái lưỡi bị hư là như thế thôi. Đấy, mình làm chia sẻ cho mọi người cùng biết để làm, nó đơn giản thôi. Rất là nhanh, để biết làm thì rất là nhanh mọi người. Đấy. Cảm ơn mọi người nha. Một cái, còn thêm một cái nữa.